Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Buổi sáng ngày hôm nay thứ bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2024, Giải trí miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá mít Thái Lan, giá mít Indo ruột đỏ để cô chú các anh chị và các bạn có giá chính thức để tham khảo và cập nhật. Tình hình mít Thái cũng như mít Indo ở thời điểm này mít rất lứa rất nhiều và trong vườn hầu như đã cạn dần, nên giá mít ở thời điểm này giá rất khả quan, rất có lợi cho bà con. Đây là tình hình tốt. Và ở thời điểm này giá mít có thể tăng cao và giá có thể cao hơn nữa. Đây là tín hiệu vui, có lợi cho bà con đang có mít ở nhà vườn. Trong thời điểm này trồng mít Thái Lan cũng như mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào đi phân đúng kỹ thuật, chăm sóc đúng thời tiết và tình hình bao trái chuẩn để trái to, đẹp, tròn về chất lượng, về trái, mẫu mã đẹp, hình thức bên ngoài bắt mắt và chất lượng bên trong ngon. Phân loại mít được phân loại như sau: mít nhất 9kg trở lên, kem nhì 7kg trở lên, mít kem 3 4kg trở lên. Đó là phân loại mít Thái Lan ở khu vực miền Tây. Thương lái ngoài phân loại mít theo tiêu chuẩn trên còn phân loại theo chất lượng trái mít, dáng da và chất lượng trái đẹp ngon sẽ cao hơn phân loại mít chợ, mít nhất, mít nhì khác nhau. Đây là bản cập nhật giống mít Thái Lan buổi sáng ngày hôm nay có giá như sau. Khu vực miền Tây, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, mít kem lớn có giá 46.000 đồng một ký, rất lớn 35.000 đồng một ký. Mít kem nhì có giá 24.000 đồng một ký, mít kem ba có giá 14.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang có giá 5-6.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang, mít kem lớn có giá 47.000 đồng một ký, rớt lớn 36.000 đồng một ký. Mít kem nhì có giá 25.000 đồng một ký, kem 3 15.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Đồng Tháp, Long An, An Giang có giá 5-6.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang, mít kem lớn có giá 48.000 đồng một ký, rớt lớn 37.000 đồng một ký. Mít kem nhì có giá 26.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 16.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tiền Giang có giá 6.000 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn bởi nằm trên trục giao thông trọng yếu và khu vực Tiền Giang tập trung rất nhiều dựa mít lớn ở đây, nên khu vực Tiền Giang giá luôn cao hơn so với những khu vực khác, dễ lưu thông phân tán đi tất cả các nơi thu gom mít cũng như tất cả các nơi dễ tập trung về khu vực Tiền Giang. Tiếp theo, tình hình giá mít ở khu vực miền Đông hôm nay có giá như sau. Khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, kem lớn có giá 34.000 đồng một ký, kem nhì 19.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 9.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực miền Đông có giá 3.000 đồng một ký. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên, kem lớn 32.000 đồng một ký, kem nhì 18.000 đồng một ký, mít kem 3 có giá 8.000 đồng một ký. Mít chợ ở khu vực Tây Nguyên có giá 2.000 đồng một ký. Đây là giá thu mua tại vườn. Tình hình giá mít ở khu vực Tây Nguyên luôn thấp hơn so với những khu vực khác bởi nơi này xa những trục lộ chính, xa những dừa mít lớn, nên cô chú các anh chị và các bạn tập trung vào chất lượng, vào mẫu mã hình thức để cân bằng giá với những khu vực khác cũng như nâng cấp giá trị trái mít ở khu vực này. Ngoài tập trung vào trái mít, vấn đề xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những dừa mít lớn, xa hay gần những trung tâm thành phố rất quan trọng, bởi nếu vườn mít của cô chú các anh chị và các bạn tập trung gần những vựa mít lớn, gần những trục lộ chính, giá thương lái thu mua cao hơn so với những nơi xa. Tình hình thu mua khác nhau 1-2 ngàn, đó là vấn đề vận chuyển của thương lái, nên giá mít luôn chênh lệch từng vùng miền khác nhau là như vậy. Tiếp theo, Giải trí miền Tây chia sẻ về mít Indo ruột đỏ. Mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào việc đi phân, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn đi phân không đúng kỹ thuật, trái mít sẽ chua, chất lượng không ngon, bán không được. Chính vì thế, phân của mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn chú trọng vào phân hữu cơ và những loại phân phù hợp để trái mít ngon ngọt.
Vấn đề thụ phấn của trái mít Indo ruột đỏ cũng khá quan trọng, bởi nếu cô chú các anh chị và các bạn để trái ở thời điểm mưa, gió nhiều, thụ phấn kém chất lượng, trái mít nhỏ, không đẹp, méo và chất lượng trái không ngon so với cô chú các anh chị và các bạn để đúng thời điểm, trái mít sẽ to, đẹp và bán được giá mít nhất, mít nhì cao hơn so với những loại mít nhỏ hơn bán mít không có giá trị bằng. Sau đây là bản cập nhật giống mít Indo ruột đỏ buổi sáng ngày hôm nay có giá như sau. Mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên có giá 53 đến 54 ngàn đồng 1kg. Mít loại nhì từ 6 đến 8kg có giá 43 đến 44 ngàn đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 4 đến 6kg có giá 30 đến 32 ngàn đồng 1kg. Mít chợ loại nhất có giá 16 đến 17 ngàn đồng 1kg. Mít chợ loại 2 có giá 9 đến 10 ngàn đồng 1kg. Mít loại sơ yếu nứt có giá 4.000 đồng 1kg. Vườn mít chị và các bạn xa hay gần, những trục lộ chính xa hay gần, những vựa mít lớn giá cả khác nhau 1 đến 2.000. Đó là chi phí của các thương lái vận chuyển và chênh lệch cao hay thấp khác nhau. Nếu chăm sóc mít Indo ruột đỏ, cô chú các anh chị và các bạn nên chăm sóc bao trái, những dụng cụ bao trái phù hợp để da mít đẹp và dáng mít to tròn và chất lượng mít cao. Cô chú các anh chị và các bạn bán giá sẽ cao hơn so với những loại mít không đẹp, trái không ngon. Xin nhắc lại, giá mít Indo ruột đỏ loại nhất 8kg trở lên có giá 53 đến 54 ngàn đồng 1kg. Mít loại nhì từ 6 đến 8kg có giá 43 đến 44 ngàn đồng 1kg. Mít Indo ruột đỏ loại 3 từ 4 đến 6kg có giá 30 đến 31 ngàn đồng 1kg. Mít chợ loại nhất có giá 16 đến 17 ngàn đồng 1kg. Mít chợ loại 2 có giá 9 đến 10 ngàn đồng 1kg. Mít loại sơ yếu nứt có giá 4 ngàn đồng 1kg. Giai đoạn này mít ở nhà vườn rớt lứa rất nhiều nên khan hàng có lợi cho bà con. Mong rằng còn cao hơn nữa, trở về với thời điểm giá mít đạt đỉnh 95 ngàn đồng 1kg, 100 ngàn đồng 1kg, 115 ngàn đồng 1kg, để cô chú các anh chị và các bạn, những nhà vườn có được thu nhập, có được lợi nhuận cao hơn để yên tâm sản xuất. Giải trí miền Tây ngoài chia sẻ về mít Thái, mít Indo ruột đỏ còn chia sẻ về giải trí, về nhiều vấn đề ở trang chính. Mời cô chú các anh chị và các bạn trở về trang chính để tìm những video thích hợp theo dõi. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quý báu để xem hết video này. Đừng quên đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn luôn là người đầu tiên nhận được video sớm nhất mỗi khi Giải trí miền Tây phát hành video mới. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau. Bye bye.